Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao cho 4 cơ quan là Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu đề xuất các nội dung trong đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo. Điều này cũng có nghĩa là các loại tiền điện tử đang được xem xét để có thể được công nhận và đưa vào quản lý chính thức tại Việt Nam. Vâng, việc xem xét quản lý các loại tiền điện tử này thì được giới chuyên gia đánh giá là phù hợp bởi tiền điện tử thì đang phát triển mạnh mẽ và nhận được sự thừa nhận nhiều hơn trên thế giới. Quý vị có lẽ đã nghe những tới cái tên như là đồng Bitcoin hay là Ethereum vân vân. Nhưng bản chất của chúng là gì và sử dụng như thế nào? Trước hết mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Tiền điện tử hay tiền được mã hóa, hiểu đơn giản là một gói dữ liệu được mã hóa bằng những máy tính đặc biệt kết nối với mạng Internet. Cấu trúc của nó về lý thuyết sẽ không thể bị phá vỡ, không thể thay đổi hay sao chép. Khác với khái niệm tiền ảo hay được sử dụng trong các trò chơi điện tử, tiền điện tử có đặc điểm ưu việt. Số lượng tiền điện tử thông thường là có giới hạn, tiền điện tử không thể bị làm gian lận. Các giao dịch thanh toán tiền điện tử diễn ra gần như tức thời và đặc biệt là không đòi hỏi bên thứ ba làm trung gian nên tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Hiện có hơn 800 loại tiền điện tử khác nhau đang được cộng đồng mạng công nhận và giao dịch, trong đó phổ biến nhất là Bitcoin, Ethereum và Ripple XRP. Dù có tuổi đời khá non trẻ, song số lượng các loại tiền điện tử đã nhiều gấp 4 đến 5 lần so với các loại tiền tệ truyền thống được các nền kinh tế lưu hành. Chỉ riêng về số lượng đã không dễ quản lý. Chưa kể là phải làm rõ những băn khoăn như liệu là các loại tiền điện tử này có bản chất như một loại phương tiện thanh toán hay không, hay chỉ nên coi như là một loại hàng hóa đặc biệt. Các chuyên gia trong nước hiện số đông thì đang nghiêng về phương án thứ hai, tức là nên coi tiền điện tử là hàng hóa và nên có chế tài quản lý như với một loại hàng hóa. Nếu quý vị bắt gặp những cái chữ B tại những cái hàng quán như thế này thì nó đánh dấu là cái hàng quán đó cho phép giao dịch Bitcoin. Tuy nhiên thì những cái điểm giao dịch Bitcoin hiện nay tại Việt Nam không dùng để cho những cái mục đích thanh toán bình thường như là chi trả cho các bữa ăn. Bởi vì thực tế thì thanh toán bằng Bitcoin không hề dễ dàng và thuận lợi hơn so với các hình thức thanh toán khác. Mà cộng đồng Bitcoin hiện nay phần lớn dùng Bitcoin để đầu tư, đầu cơ, mua đi bán lại để kiếm lợi nhuận. Hệ thống mua bán Bitcoin công khai hiếm hoi tại Việt Nam này vừa cán mốc hơn 30.000 tài khoản đăng ký, tốc độ tăng trưởng theo quý hiện ghi nhận từ 200 đến 300% theo diễn biến giá đồng Bitcoin tăng kỷ lục như thời gian qua. Tuy nhiên, đại diện sàn giao dịch này thừa nhận con số này chỉ là bề nổi, còn các hoạt động giao dịch mua bán Bitcoin ngầm sôi động nhiều hơn gấp hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Do là nó ngầm cho nên cũng không có cái con số cụ thể, nhưng mà Phương biết là nó rất là lớn. Một cái giao dịch có thể lên lưu lượng một ngày có thể lên tới chắc vài chục tỷ. Giao dịch tiền điện tử ngầm có thể tiềm ẩn sự gia tăng các giao dịch phi pháp như rửa tiền, các hình thức lừa đảo đa cấp nếu cơ quan nhà nước không có công cụ để quản lý. Giới chuyên gia đề xuất việc công nhận tiền điện tử là tiền tệ sẽ là quá vội vàng và tiềm ẩn rủi ro cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trước mắt có thể công nhận tiền điện tử là tài sản, hàng hóa. Bitcoin là hàng hóa, công nghệ cao thì đúng hơn. Và để tạo ra hàng hóa đấy thì người ta phải mất một cái hàm lượng về từ chất xám công nghệ là một, năng lượng là hai. Và cái hàng hóa đấy được định giá bởi một cộng đồng mà người ta tin tưởng vào cái giá trị của hàng hóa đấy. Khi đã coi tiền điện tử là hàng hóa, cần cho phép người dân mua bán thông qua các sàn giao dịch kèm theo chế tài. Có những cái sàn giao dịch, có những cái trung tâm kinh doanh là những cái doanh nghiệp phải được đăng ký, họ phải có vốn điều lệ, họ phải có báo cáo tài chính và họ phải chịu trách nhiệm nếu mà họ để xảy ra điều mà bất hợp pháp. Tuy nhiên, giới ngân hàng lại cho rằng nên coi tiền điện tử như một giấy tờ có giá và như vậy Bộ Tài chính sẽ cần quản lý chặt khâu gọi vốn để thiết lập nên một loại tiền mới, còn Ngân hàng Nhà nước sẽ là cơ quan quản lý việc chuyển đổi các loại tiền tệ này thành tiền mặt. Thế nhưng đối với hoạt động chuyển giao diễn ra hoàn toàn trên nền tảng mạng Internet, việc kiểm soát sẽ không dễ. Việc xây dựng được một hành lang pháp lý phù hợp sẽ tránh cho cơ quan quản lý lâm vào cảnh lúng túng quản lý. Như mới đây, 100 kiện hàng gồm toàn thiết bị giải mã tiền điện tử đang bị ách lại, chưa biết giải quyết như thế nào tại Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, do Hải quan cho rằng chúng phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành, trong khi loại thiết bị này cũng không bị cấm xuất nhập khẩu. Khung pháp lý đối với tiền điện tử tại Việt Nam sẽ được xây dựng và hoàn thiện trong vòng 2 năm tới. Trong lúc này thì kinh nghiệm của các nước đi trước sẽ là một nguồn tham khảo rất quan trọng. Nhưng theo trường phái nào cũng sẽ là sự lựa chọn không hề dễ dàng, bởi ngay tại các nước phát triển, giới chức vẫn còn khá lung túng và có những quan điểm trái ngược nhau rằng
nên công nhận Bitcoin là một loại tiền tệ thanh toán hay chỉ coi đó là một loại hàng hóa? Kể từ ngày 1 tháng 4, đạo luật mới ban hành đã cho phép Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác trở thành phương thức thanh toán hợp pháp tại Nhật Bản. Quyết định này được xem là nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường khi giao dịch tiền ảo ngày càng gia tăng tại Nhật Bản, ước tính đã lên tới 1,67 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá vừa qua. Giới chức Nhật Bản cũng đang xem xét ban hành những quy định kỹ hơn về các phương thức thanh toán được cho phép liên quan đến đồng Bitcoin. Liên minh châu EU hiện chưa công nhận Bitcoin cũng như các đồng tiền ảo khác là những loại tiền tệ. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, Tòa án Công lý châu Âu đã đưa ra quyết định cho phép các giao dịch bằng Bitcoin không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Đây được xem là bước đi giúp dần dần công nhận tư cách tiền tệ của Bitcoin, giúp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh dựa vào tiền ảo đang nở rộ tại khu vực này. Khác biệt với châu Âu và Nhật Bản, giới chức Mỹ lại đưa ra các quy định coi Bitcoin và tiền ảo nói chung như là một loại hàng hóa. Như vậy, các giao dịch liên quan đến Bitcoin sẽ tương tự như vàng và dầu. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng mục tiêu của Mỹ cũng như các quốc gia đều là nhằm đặt Bitcoin dưới sự quản lý, thay vì để loại tiền ảo này tồn tại tự do, mang đến những rủi ro cho thị trường tài chính. Trong một nỗ lực để tiếp tục chứng minh sự vượt trội và vai trò của một trung tâm tài chính hàng đầu của khu vực và thế giới, Singapore đang chuẩn bị tiến hành một dự án thử nghiệm một hình thức thanh toán mới, đó là lưu hành tiền kỹ thuật số. Phóng viên Hữu Hưng thông tin chi tiết. Theo thông tin từ cơ quan quản lý tiền tệ Singapore, tiền kỹ thuật số sẽ được lưu hành thử nghiệm với sự tham gia của thị trường chứng khoán và 8 ngân hàng tại Singapore. Tham gia vào hệ thống giao dịch thử nghiệm này, các ngân hàng sẽ đặt cọc khoản tiền mặt tương ứng với số lượng tiền kỹ thuật số do cơ quan quản lý tiền tệ Singapore phát hành. Mục đích của dự án là sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán giữa các ngân hàng, bao gồm cả các giao dịch ngoại tệ xuyên quốc gia. Nền tảng kỹ thuật mà Singapore nghiên cứu phát triển tiền kỹ thuật số là blockchain, cũng chính là kỹ thuật tạo ra đồng tiền Bitcoin. Việc lưu hành tiền kỹ thuật số được cho là sẽ giúp các giao dịch được tiến hành trực tiếp giữa các bên mà không cần phải có một ngân hàng trung gian như hiện nay, và do đó sẽ nhanh hơn, làm giảm chi phí, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính. Có thể nói, dự án chính là bước đi đầu tiên của Singapore nhằm tìm hiểu khả năng sử dụng loại tiền kỹ thuật số và thông qua đó cũng thể hiện vai trò tiên phong của mình là một trung tâm tài chính hàng đầu ở khu vực. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Singapore. Những gì Singapore đang làm, chúng ta hãy tưởng tượng như là trailer trong một bộ phim hoàn chỉnh hay là phần preview cho một bức tranh rộng lớn hơn. Đó là một thế giới hoàn toàn khác, không có tiền mặt. Viễn cảnh này có phi thực tế hay không? Chúng ta cùng tìm câu trả lời với một quốc gia tiên phong trong ý tưởng tiền kỹ thuật số, đó là Thụy Điển. Tại Thụy Điển, số tiền mặt lưu thông đã giảm 1/3 trong 5 năm vừa qua. Các chi nhánh ngân hàng ở đây đang dần dần ngừng tiếp nhận tiền mặt, trong khi các máy rút tiền cũng không còn được thấy nhiều ở trên khắp đất nước. Nhiều cửa hàng cũng không nhận thanh toán bằng tiền mặt. Trước xu hướng này, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đang cân nhắc ban hành một loại tiền kỹ thuật số thống nhất được chính phủ quản lý, gọi là e-krona. Chúng ta hình thử dung về câu hỏi vừa mới được đặt ra. Bởi vì chúng ta đã quá quen với việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch hàng ngày, thậm chí đôi khi đi ra đường mà quên không mang theo vài đồng tiền thì cảm thấy rất mất tự tin. Sự mất tự tin đó có thể sự nhanh chóng biến mất khi mà thế giới mới đang hình thành, đó là thế giới không tiền mặt. Ở đó mọi giao dịch thanh toán sẽ được thực hiện chỉ trong lòng bàn tay với một vài thao tác trên điện thoại thông minh hay thẻ tín dụng. Thói quen sử dụng tiền mặt đang dần bị thay thế khi các hoạt động giao dịch điện tử ngày càng phát triển mạnh. Đây là kết quả của cuộc khảo sát được tiến hành tại 13 nước châu Âu, Mỹ và Australia. Theo đó, tại nhiều nước vốn ưa chuộng tiền mặt, người dân cũng quan tâm tới việc từ bỏ sử dụng nó. Theo kết quả khảo sát, 34% người dân châu Âu và 38% người dân Mỹ cho biết họ sẵn sàng không sử dụng tiền mặt nếu có thể. 21% và 34% số người ở châu Âu và Mỹ thừa nhận họ rất ít khi sử dụng tiền mặt. Xu hướng này càng trở nên rõ nét khi có tới nửa số người được hỏi tại châu Âu nói rằng trong vòng 12 tháng qua họ ít sử dụng tiền mặt hơn so với trước đây, và có tới 78% số người được hỏi cho biết họ dự kiến sẽ ít dùng tiền mặt hơn trong vòng 12 tháng tới. Ông Mark Barnett, giám đốc Mastercard tại Anh thì dự đoán rằng tiền mặt có thể bị khai tử sau 30 năm nữa. Thậm chí ông này còn cho rằng đối với thế hệ tương lai, việc cầm tiền mặt theo người trông kỳ quặc như chúng ta thấy ai đó mang một túi vàng bên mình.
Không chỉ ở châu Âu, hệ thống tài chính trên thế giới nói chung thì họ đang từng bước tiến tới việc loại bỏ dần tiền mặt. Tại thành phố Copenhagen của Đan Mạch, ngay cả những quầy bán xúc xích bên lề đường cũng sử dụng máy quẹt thẻ trong hầu hết các giao dịch. Còn trong các cửa hàng, những ứng dụng thanh toán bằng điện thoại đang rất được ưa chuộng. Cách đây 20 năm, tiền mặt chiếm 80% các giao dịch mua bán của nước này. Nhưng hiện nay, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn dưới 25%. Chúng tôi rất chú ý đến việc loại bỏ tiền mặt trong thanh toán. Một môi trường không tiền mặt sẽ giúp các cửa hàng an toàn hơn và hoạt động dễ dàng hơn. Việc thanh toán cũng sẽ ít đắt đỏ hơn do không có các hoạt động tốn kém liên quan tới tiền mặt. Còn chính phủ Na Uy đã đặt mục tiêu sẽ bãi bỏ hoàn toàn tiền mặt vào năm 2020. Đây cũng là mốc thời gian được Hàn Quốc đặt ra để hướng tới một xã hội không tiền mặt. Còn Australia thì đặt mục tiêu 2022 sẽ là năm nước này loại bỏ hoàn toàn tiền mặt trong xã hội. Vâng, với cái xu hướng như vậy thì có thể nói thời kỳ hoàng kim của tiền mặt đang đi vào dĩ vãng. Một xã hội không tiền mặt sẽ giúp các chính phủ kiểm soát lưu thông tiền tệ, theo dõi từng giao dịch, chống được trốn thuế.